Xin chào các bác nha. Mời các bác cùng tôi xem một ngôi nhà nhà đất ba gian hai trái. Ở đây là trái bồ câu. Nhà còn rất là đẹp. Toàn bộ cột ở đây đều là cột nghiến hết, xiên xà bằng nghiến hết. Nhà này 46 cột tất cả. Trong đó cột cái thì vanh 75. Cột quân này vanh 70, cột hiên này vanh 60. Nhà còn cực kỳ đẹp nhé. Không bị mối mọt một tí nào cả. Nhà này dài 15 mét, rộng 6 mét. Ngày xưa ông đi chiến trường gì không? Sẽ đi miền Nam về về 30 ở 34 Nhà còn rất là đẹp, rộng rãi. đi Lào 24 đi Lào 24 đi Nam đi Lào. Nhà này nhà tứ trụ đấy ông nhỉ? Cái trái này đây tôi gọi trái bồ câu. Vâng, trái bồ câu mà. Thợ ở đây ngày xưa là thợ ở đâu làm ông? Cái giúp thì đơn giản, cái này thợ ở Hà Nam. À, đúng rồi, thợ ở dưới xuôi người ta làm mới đẹp không nhỉ? Thợ Hà Nam. Thợ ở Nam. Không là không bình. Không bình gì cũng là mình có tiếng. Vâng. Không bình ngày xưa là quán. Quán đi nhà. Già là có mỗi ông với bà ở đây à ông? Vâng. Nơi từng có nhà. Vâng.